Riêng cái phần tên sản phẩm là các bạn phải cực kỳ tập trung ở trong đây, tại vì tên sản phẩm nó rất là quan trọng trong việc các bạn kinh doanh trên Shopee, các bạn không thể đặt tên một cách bừa bãi được. Và chúng ta sẽ học thêm một cái phần này nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ giải lao, và đây là phần quan trọng. Quan trọng nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây là phần quan trọng nhất. Đó là tư duy khi các bạn đặt tên sản phẩm. Tên sản phẩm là một yếu tố cực kỳ quan trọng khi bạn kinh doanh ở trên Shopee. Nếu các bạn muốn sản phẩm của các bạn được hiển thị, muốn tiếp cận được với khách hàng thì tên sản phẩm đó là yếu tố quan trọng nhất trong việc tối ưu sale. Nha, tên sản phẩm là yếu tố đánh trong vấn đề về tối ưu sale sản phẩm, nó tên sản phẩm là quan trọng nhất. Thì theo các bạn, tên sản phẩm nó có công dụng là gì ạ? Khách hàng dễ dàng tìm kiếm đến sản phẩm của mình, đúng không ạ? Còn yếu tố gì khác không ạ? Cái tên sản phẩm nha, mình các bạn riêng cái phần tên sản phẩm là các bạn phải cực kỳ tập trung ở trong đây, tại vì tên sản phẩm nó rất là quan trọng trong việc các bạn kinh doanh trên Shopee, các bạn không thể đặt tên một cách bừa bãi được. Nên là muốn sản phẩm các bạn được hiển thị đối với khách hàng thì việc tên sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất. Thì tên sản phẩm nó có công dụng là gì ạ? Khách hàng hiểu thêm về sản phẩm. Khách hàng hiểu thêm về sản phẩm. Còn yếu tố gì khác không ạ? Tối ưu sale cho sản phẩm. Còn yếu tố gì không ạ? À đúng rồi ạ, còn gì nữa không ạ? Trong vấn đề về khi mà đăng một cái sản phẩm lên trên Shopee, nó có 3 cái vấn đề chính. Một là tên sản phẩm, hai là mô tả sản phẩm, ba là hình ảnh sản phẩm, là 3 cái yếu tố quan trọng nhất. Và việc đặt tên sản phẩm này là yếu tố cực kỳ quan trọng. Thì công dụng của việc đặt tên sản phẩm nó có 2 công dụng chính. Thứ nhất là giúp khách hàng tìm được ra cái sản phẩm của các bạn. Giúp khách hàng tìm ra được sản phẩm của các bạn. Nên là tất cả những cái thông tin không liên quan đến việc tìm kiếm thì các bạn không để lên phần tiêu đề sản phẩm nhé. Không đặt lên cái phần tên sản phẩm. Cái tên sản phẩm này rất rất quan trọng, mà mình muốn nhấn mạnh với các bạn. Thứ hai nữa đó là sẽ giúp con Shopeebot nó họ sẽ thu thập được thông tin và dữ liệu và trả về kết quả tìm kiếm cho người dùng một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Nó có 2 công dụng nha. Một là công dụng để cho khách hàng tìm kiếm, tiếp cận sản phẩm các bạn. Thứ hai, các bạn luôn nhớ này, phần tiêu đề mô tả sản phẩm thì nó bao giờ nó cũng có 2 công dụng. Một là để cho người dùng đọc, hai là để cho con bot của Shopee họ đọc để nó tìm kiếm được. Thì cụ thể như nào, bây giờ có ai là chưa một lần mua hàng ở trên Shopee giơ tay lên này. Ok, chưa từng một lần nha. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành một chút. Nào, mọi người ghi được xong chưa? Tí nữa mình sẽ ghi cho các bạn, mình sẽ giải thích cho các bạn phần này để các bạn hiểu việc quan trọng của việc đặt tên sản phẩm. Đầu tiên, bây giờ mình muốn một bạn lên đây thực hành một chút. Bạn nào chưa từng mua hàng ở trên Shopee, chưa từng, để giơ tay lên để mình lên thực hành một vài thao tác mua hàng thử. Chúng ta sẽ thử mua hàng. Ok chưa? Mọi ai là người, ví dụ một tháng vừa rồi ai có khoảng tầm 10 đơn hàng trên Shopee không? 10 đơn hàng trên Shopee. Giáp à? Trong một năm vừa qua này em mua hàng trên Shopee bao nhiêu đơn ạ? Trong năm 2020. Một tháng chắc mua tầm 15 lần. 15 đơn. Cứ khoảng 2 ngày mua một đơn. Ok, bây giờ mình cần một bạn là chưa từng mua ở trên Shopee. Chưa từng mua, ok, mời em. Mời em lên em thử thực hành nha. Đúng, bây giờ em đang có nhu cầu mua cái gì nào? Mua sạc điện thoại, ok. Ok, bây giờ em sẽ lên đây em thực hành cho anh xem là bây giờ. Mở máy ra. Đây là một bạn tên là gì nhỉ, em tên là gì nhỉ? Bây giờ bạn Nam là một người chưa từng mua hàng ở trên Shopee, sẽ thực hành xem là bây giờ bạn ấy đang có nhu cầu mua sạc điện thoại đi nhá. Sạc điện thoại, bạn Nam thử mua một cái sạc điện thoại ở trên Shopee thì hành vi của em sẽ làm là gì? Em sẽ
làm từ từ nha, anh sẽ đầu tiên là sẽ search từ khóa là sạc điện thoại iPhone đúng không ạ? Em chưa từng mua, bây giờ em mua phải mua thật đấy nha, tí nữa phải đặt thật lên đây luôn. Mua thật luôn để các bạn hiểu được cái hành vi. Chưa từng mua sạc điện thoại nha. Ok, bây giờ thì em sẽ tìm sản phẩm đi, em sẽ tìm. Không, kệ bạn, bây giờ bạn phải mua thật, các bạn sẽ tự chọn, tự tiêu tiền luôn. Mua thật một sản phẩm để mình muốn các bạn hiểu được cái hành vi của một người chưa từng mua hàng ở trên Shopee, họ sẽ làm gì. Nào bây giờ chưa từng mua hàng ở trên Shopee, thử mua hàng trên Shopee xem. Đây là bạn nam, tí nữa phải đăng nhập tài khoản của mình vào. Mua luôn à? Em cứ xem đi, em phải nghiên cứu kỹ. Nói chung là em cứ coi như ở đây đang ở nhà, cứ ngồi đi đánh võng với lại đi loanh quanh khảo giá đủ các kiểu xem. Không thì ở đây ngại quá sợ không dám tham khảo. Ok, bây giờ em cứ làm chậm thôi để cho mọi người hiểu nhé. Thứ nhất là em sẽ kiểm tra xem là có đánh giá 1 sao, 3 sao không, đúng không? Ok, em đã chốt mua cái sản phẩm này chưa? Ok, mời em đứng ra đây. Nhưng mà lý do tại sao em lại chốt mua sản phẩm này? Nào bây giờ em thử nói, em là một người chưa từng mua hàng trên Shopee. Cái lý do mà em chọn mua cái sản phẩm này là nó... Thứ nhất là nó có hộ củ kèm theo cáp sạc luôn. Rồi. Thì nó tiện. Ok. Cái thứ hai nữa là cái giá thành nó cũng vừa túi tiền. Ok, còn yếu tố gì khiến em ra quyết định mua hàng? Cái thứ hai là em kéo xuống lúc đấy đánh giá 1 sao, 2 sao. Mà 3 sao thì cũng bình thường, nó không phải là quá khắt khe. Nó khá là khá nhiều. Và có hình ảnh feedback chất lượng từ khách hàng nữa. Ok, đầu tiên đó là giá hợp lý đúng không? Giá hợp lý. Giá hợp lý. Còn yếu tố gì khác nữa nào? Thứ hai là có nhiều phản hồi tốt từ khách hàng đã mua. Có hình ảnh. Có hình ảnh, nghĩa là feedback có hình ảnh đúng không? Còn yếu tố gì khác khiến em ra quyết định mua ở shop này? Tại sao mà là shop khác? Bởi vì nó hiển thị đầu tiên. À, bởi nó hiển thị đầu tiên, đúng không ạ? Cái hiển thị nó cũng rất là quan trọng, nó hiển thị đầu tiên. Ok, còn yếu tố gì khác không? Còn yếu tố là nó đi kèm với cả củ sạc với cả cáp sạc luôn thì nó tiện. Em chỉ có nhu cầu là mua cái dây thôi, bởi vì em sử dụng cái laptop. Ok, đấy là ba yếu tố. Một là cái nó tiện đúng không, nghĩa là kèm cả dây nữa đúng không, kèm củ chứ đúng không. Ok chưa? Ok, mời em về chỗ, rất là cảm ơn Nam. Còn em, mình cần một bạn nữa, mua bạn nào mà chưa từng mua ấy để lên thực hành, để chúng ta sẽ tìm phân tích ra cái bạn nào là khách hàng mới hoặc là rất ít khi mua ở trên Shopee thì có thể lên. Chú lúc ấy cháu thấy chú giơ tay mà, giờ bây giờ chú thử nghĩ ra một cái để chú mua mà. Không, bây giờ mình phải thực hành thật ấy thì mình mới hiểu được. Không, đây là không cần mọi người phải mua, mình chỉ muốn xem cái hành vi mua hàng của mọi người như nào thôi, chứ tất nhiên là mình không cần phải mua thật. Chú lên thử xem nào, mình đang cần một cái hành vi thật chứ không. Mình cần một hành vi của một người chưa từng mua hàng. Bây giờ chú thử nghĩ ra chú mua một cái gì đấy để tặng vợ đi xem nào. Thuốc nhuộm tóc. Ok, đấy, cái này nó dễ ra quyết định hơn. Chú chốt mua rồi đúng không ạ? Ok, ok, thế là hoàn thành rồi ạ. Ok, chú cháu mời chú có thể chia sẻ lý do tại sao chú lại chọn mua cái sản phẩm đấy không? Mình mua cái sản phẩm này là thứ nhất ấy, là mình quan tâm đến cái chất lượng. Bởi vì cái nhuộm tóc ấy nó rất là hay bị kích ứng. Đấy, cho nên là mình nhìn trong này mình thấy cái sản phẩm nào mà giá nó cao tuyệt nhất. Mình cảm thấy nó tốt nhất. Trước mắt bây giờ mình chả biết được, thì nhìn được giá thành thôi. Là mình cho rằng nó ok, nó tốt thì mình chọn mua.
Cái thứ hai là nó có cái đúng với cái nhu cầu mình muốn nâu đen thì mình thấy được thì mình mua về thử để nó xem nó thế nào. Ok, cảm ơn chú ạ. Nhu cầu mình chỉ thế thôi. Ok, rất cảm ơn chú. Thì các bạn để ý này, các bạn để ý này. Nghĩa là mỗi một đối tượng khách hàng sẽ có những cái nhu cầu tìm kiếm và cách họ mua hàng khác nhau, đúng không ạ? Ví dụ chú tên là chú Tùng. Với chú Tùng đúng không ạ? Chú Tùng lựa chọn ra quyết định mua hàng là chọn sản phẩm phải đắt nhất, đúng không ạ? Đấy, phải đắt nhất mới mua. Tại vì sao? Tại vì họ quan tâm đến là sự yên tâm, đúng không ạ? Họ quan tâm đến chất lượng hơn là so với việc giá thành. Nên là các bạn đừng có đắn đo về việc là bây giờ cứ phải bán rẻ nhất chưa chắc đã phải là bán được, đúng không ạ? Nên là sản phẩm, thế yếu tố gì là quay trở lại? Yếu tố chú vừa chọn cái này đúng không ạ? Nhưng mà tại sao chú lại chọn vào cái này mà không phải chọn cái này ạ? Giá là, đầu tiên là giá đúng không ạ? Còn yếu tố gì nữa không ạ? À, nghĩa là chú Tùng chỉ quan tâm đến giá thôi đúng không ạ? Mọi người để ý nhá. Quan tâm đến giá thôi. Và chú có, lúc này chú có nhìn số bán không ạ? Có. À, nghĩa là cũng, đây cũng là một yếu tố giúp chú ấn được cái này đúng không ạ? Nghĩa là chú cũng nhìn thấy là bán được nhiều đó. Nhưng mà chú Tùng, mọi người để ý hành vi chú Tùng còn khác so với hành vi của bạn Nam là cái gì không ạ? Không cần phải xem đánh giá, đúng không ạ? Chỉ quan tâm là bán được nhiều thôi. Đấy, và phải là đắt nhất và bán được nhiều nhất. Đấy, nghĩa là mỗi một hành vi của một khách hàng lại khác nhau. Ví dụ như bạn Nam cũng là một bạn mới đúng không ạ? Nhưng mà bạn Nam có thể là bạn ấy đã cũng là một kiểu thanh niên, cũng đã biết cách mua sắm rồi nhưng mà chưa từng mua thôi. Nên là bạn cũng xem đánh giá, xem feedback đúng không ạ? Nghĩa là mỗi một hành vi mua hàng khác nhau. Bây giờ mình mời bạn Giáp lên nào. Giáp là một người mua thường xuyên mua hàng, trung bình 2 ngày mua một đơn hàng. Nghĩa là nghiện Shopee đấy ạ. Thì hành vi của một người thường xuyên mua ở trên Shopee thì sẽ là như thế nào? Pin dự phòng. Ok, xong rồi ạ. Ok, mời Giáp ra chia sẻ một chút. Yếu tố gì khiến em lựa chọn sản phẩm này để mua? Alo. Thì cái đầu tiên này em thấy cái này bách lại theo anh bách lại cho em pha bách lại từ đầu luôn đúng không, là lúc đầu tiên ấy, thì em thấy yếu tố gì em chọn cái này? Thứ nhất là cái này em thấy bán là nhiều này, mình cũng phân vân không biết tại sao cái này bán là nhiều, em bán rất là trội hơn so với những cái thằng khác đấy. Sau khi vào cái shop này thì có một cái thói quen, nó là có những cái sản phẩm liên quan ấy, là ở dưới ấy. Sau khi mà lướt xuống quay ra ngoài luôn, quay ra ngoài trước đấy cơ. Trước đấy nữa. Đây, trước đấy nữa. Trước đấy nữa. Review lại. Đầu tiên là search từ khóa là gì? Là pin dự phòng. Ok, nhưng tại sao em lại chọn ông này? Anh xuống dưới đi anh, xuống dưới đi. Okay. Này, tại sao lại chọn ông này? Em vào ông dưới này. Tại sao? Nhất là em thấy là có nhiều cái lượt bán. Đấy, thấy bán được nhiều mà thấy cái màu sắc nó cũng đẹp. Đấy, vào xem thử trước. Và xem thử trước. Vâng, vâng, thì thường là ok thì thấy ở đây cũng ok rồi. Nhưng mà vào thấy ở cái này cũng hình như là cũng 1.000 nhưng mà giá cũng hơi cao một chút. Đấy. Nhưng mà chắc cái này có sạc nhanh, nhưng mà em lướt xuống dưới. Xuống dưới thì thường trong Shopee ấy là có những cái sản phẩm liên quan ở trong cái phần dưới ấy, thì thường em mua hàng là ở cái phần dưới này thì sẽ có những cái sản phẩm nó tốt hơn. Đấy, thường ở trong cái góc này này. Đấy, là nhấn vào cái thằng đó luôn. Tại vì giá nó cũng làm sao ấy. Lùi lại. Cái này đúng không? Ok. Cái này nhá, cái này thì thứ nhất là giá nó rẻ hơn này. Một cái kia là 299k, cái này cũng 199k. Đấy, sau xuống tiếp thì mình mua hàng quen rồi thì sẽ biết đọc mấy cái chi tiết này. Đấy, ví dụ như là yêu cầu kỹ thuật sạc Type-C. Đấy, nó phù hợp với cái mà mình đang mong muốn rồi. Anh xuống dưới đi ạ. Xem thì với thường thì ở xem đánh giá ấy, thì đánh giá tốt thì nhiều lắm, nhưng mà thường thì đọc mấy đánh giá xấu xem nó sao ở đây. Nhưng mà cái này thì thường là so sánh được cái tỷ lệ đánh giá xấu trên cái tốt nó bình thường, tại vì có 58/5000 thì nó cũng không đáng là bao nhiêu, mà số này số mò nên là quyết định lựa chọn cái giá nó phù hợp lý. Ok, cảm ơn Giáp. Thì mọi người có thấy là sự khác biệt giữa cái hành vi mua sắm của một người mới so với một hành vi mua sắm của người đã quen với việc mua sắm ở trên Shopee chưa? Các bạn có thấy khác nhau không ạ?
Thì vậy thì cái điểm khác nhau chính ở đây là gì ạ? Các bạn có nhận thấy không ạ? Nghĩa là khi mà bạn Giáp bạn ấy đã mua quen rồi đúng không? Thì theo bây giờ nha, mình theo bạn là theo các bạn là cái đối tượng mà thường mua sắm trên Shopee là đối tượng nào? Là đối tượng mới hay là đối tượng mà thường xuyên đã mua nhiều rồi? Đúng rồi. Mới hay thường xuyên thì nó cũng nghĩa là Shopee hàng ngày họ luôn luôn cố gắng đào tạo thị trường và hàng ngày sẽ luôn luôn có những cái người lần đầu tiên mua sắm để họ vào trong trực tiếp sàn để họ mua. Và những đối tượng đấy tất nhiên là nó sẽ ít hơn so với những cái đối tượng mà đã có thường xuyên mua sắm rồi, đúng không ạ? Thì vậy thì các bạn để ý này, muốn bán được hàng ở trên Shopee thì các bạn cứ để ý xem điểm chạm của khách hàng. Ví dụ như tất cả mọi người ở đây đúng không ạ? Điểm chạm đầu tiên đó là gì ạ? Đó là hình ảnh này, đó là giá này, đúng không ạ? Đó là đánh giá này, đúng không ạ? Đó là sao này, đúng không ạ? Các bạn cứ để ý xem muốn bán được hàng thì các bạn phải làm tốt những cái điều đó. Các bạn phải có số bán, các bạn phải có đánh giá. Và việc quan trọng nhất các bạn muốn được bán được hàng là gì? Theo các bạn muốn bán được hàng, yếu tố quan trọng nhất là sản phẩm của các bạn phải được hiển thị đã. Có đúng không ạ? Nếu mà bây giờ khách hàng họ tìm, các bạn đăng bán lên rồi đúng không? Khách hàng họ tìm kiếm nhưng mà cái sản phẩm của bạn không được hiển thị lên thì các bạn còn không có cơ hội bán được hàng. Đúng không ạ? Thì yếu tố nào để các bạn có thể được hiển thị lên? Yếu tố nào để các bạn muốn bán được hàng thì đầu tiên đó là các bạn phải được hiển thị đã. Còn nếu các bạn không có được hiển thị, các bạn có bán sản phẩm tốt, đúng không ạ? Các bạn có bán giá rẻ, các bạn có nhiều chính sách đổi trả, các bạn có rất là nhiều chính sách nhưng các bạn không hiển thị khi khách hàng tìm kiếm thì các bạn không bao giờ có cơ hội bán được hàng, đúng không ạ? Ví dụ các bạn sản phẩm các bạn ở tận trang 10 đi chăng nữa, đúng không? Thì khách hàng có đủ kiên nhẫn để họ tìm đến trang 10 đúng không ạ? Để họ mua hàng không? Nên là yếu tố hiển thị là yếu tố quan trọng nhất. Muốn bán được hàng, trước mắt là cái sản phẩm của bạn. Khi khách hàng họ tìm kiếm ví dụ như là thuốc nhuộm tóc là ấn vào phần thuốc nhuộm tóc. Ví dụ chú Tùng ấn thuốc nhuộm tóc, đúng không ạ? Thì yếu tố đầu tiên là cái sản phẩm nó phải được hiển thị ở những cái vị trí cao này đã, đúng không ạ? Còn ví dụ là ở trên Shopee nó sẽ có rất là nhiều nhà bán hàng ở phía dưới nữa, đúng không? Nếu sản phẩm của bạn không được hiển thị thì các bạn có làm tốt, giá của bạn có tốt, chính sách của bạn có tốt hay là mọi thứ của bạn có tốt như đi nào cho nữa nhưng mà các bạn không được hiển thị, đúng không? Cũng có thể là cái nhuộm tóc này, đúng không? Cái nhuộm tóc của chú Tùng lúc đấy đây là 155.000 đúng không ạ? Có thể bạn bán y hệt như này. Số bán của các bạn cũng khoảng tầm 50.000, có thể bán 100.000 sản phẩm đi chăng nữa. Đúng không? Các bạn bán chỉ có 55.000 thôi. Đánh giá các bạn cũng full hết 5 sao. Nhưng mà các bạn ở tận trang 10 đi chăng nữa, đúng không? Thì các bạn có bán được không? Mặc dù lợi thế cạnh tranh của các bạn nhiều hơn rất là nhiều so với cái sản phẩm ông này, đúng không ạ? Nhưng các bạn không được hiển thị thì các bạn không có cơ hội bán hàng. Thế thôi. Bây giờ việc câu chuyện là muốn bán được hàng trên Shopee đầu tiên phải tối ưu được hiển thị đã. Phải được hiển thị và yếu tố quan trọng nhất một sản phẩm được hiển thị đó là vấn đề về tiêu đề sản phẩm, cái tên sản phẩm ấy. Bây giờ các bạn để ý cho mình này, lúc nãy nha, chú Tùng này, bạn Nam này, bạn Giáp, có ai sau khi mà gõ cái từ vị thuốc nhuộm tóc này, pin dự phòng, các bạn có yếu tố là các bạn đọc cái tên sản phẩm đấy không ạ? Có nghĩa là có ai thấy click chọn cái sản phẩm đó vì họ đặt tên hay không ạ? Đúng không ạ? Đúng không? Bây giờ nha, ví dụ chú Tùng, chú ý search là chữ thuốc nhuộm tóc này. Chú Tùng có đọc cái chữ thuốc nhuộm tóc bọt biển Hello này không ạ? Chú không, đúng không ạ? Nên là cái đặt tên tiêu đề hay, trang trí tiêu đề cho nó đẹp, nó không liên quan gì đến việc mà ví dụ các bạn bảo à bây giờ em muốn đặt tên sản phẩm như nào phải cho nó thật là hay, đúng không ạ? Nhưng mà cái tên tiêu đề ấy, thì nó chỉ có một cái công dụng đó là giúp cho cái sản phẩm, thứ nhất là shop giúp cho cái sản phẩm bạn được hiển thị này và giúp cho cái con bot của Shopee, đúng không ạ? Nó đọc được cái dữ liệu chứ nó không có ý nghĩa gì với người dùng cả. Có đúng không ạ? Người dùng sau khi search thì họ có đọc đâu. Đúng không? Họ lựa chọn, họ nhìn vào đấy về giá đúng không ạ? Họ nhìn vào hình ảnh, họ nhìn vào số bán chứ họ không ạ. Rất là ít người, tất nhiên là sẽ có người họ đọc. Nhưng mà sẽ rất là ít. Nên là cái việc các bạn đặt tên có hay, đúng không? Nó không có ý nghĩa gì ở đây cả. Đúng không? Vậy thì làm thế nào để đặt tên chuẩn để cho con bot của Shopee nó đọc và nó nhận diện và nó hiển thị cái sản phẩm của bạn lên trên khi mà khách hàng tìm kiếm? Nó có hai vấn đề. Một là các bạn chạy quảng cáo như này, các bạn nhìn thấy chữ tài trợ ở đây không ạ? Khi các bạn chạy quảng cáo cho từ khóa là thuốc nhuộm tóc thì sản phẩm của bạn sẽ được hiển thị ở những cái vị trí cao như này. Còn câu chuyện là bây giờ làm thế nào để các bạn hiển thị ở những cái vị trí cho tối ưu SEO này
thì các bạn phải để ý một yếu tố là kéo lên trên một chút. Đây này, kéo xuống dưới. Đây, ví dụ nhé, một cái sản phẩm thuốc nhuộm tóc này thì cái tên tiêu đề của nó phải chắc chắn là phải có bao gồm từ khóa là thuốc nhuộm tóc, đúng không ạ? Khi khách hàng search từ khóa là thuốc nhuộm tóc thì cái tiêu đề của bạn phải có từ khóa là thuốc nhuộm tóc, hoặc là ấn vào cái này. Đây là cái vị trí số 1 trong việc tối ưu SEO, nghĩa là sản phẩm này được tối ưu SEO rất tốt, được hiển thị trừ 4 vị trí ở trên nhá. Thì trong cái từ khóa này, trong cái từ khóa này là bao gồm phải có chữ thuốc nhuộm tóc ở trên vấn đề về tiêu đề của bạn. Nên là bây giờ các bạn muốn sản phẩm của các bạn được hiển thị, như là các bạn có một cái tiêu đề chuẩn ấy, thì cái tiêu đề của các bạn nó phải khớp với cái hành vi tìm kiếm của người dùng. Trước mắt nó phải có sự kết nối ở đây, nó phải có sự liên quan ở đây, đúng không? Nó sẽ không thể nào hiển thị một cái là ví dụ các bạn search thuốc nhuộm tóc mà nó sẽ đề xuất ra cho bạn một cái là gì nhỉ? Dầu gội đầu đấy, nó sẽ không bao giờ nó hiển thị dầu gội đầu khi các bạn search từ khóa là thuốc nhuộm tóc, đúng không? Nên là cái việc đặt tên tiêu đề chuẩn nó dẫn đến yếu tố rất là quan trọng cho việc các bạn có bán được hàng trên Shopee hay không. Rất là hay nhầm, nếu mà các bạn chưa đi học thì các bạn rất là hay nhầm là các bạn cố gắng là làm thế nào để cái tên tiêu đề của mình từ là thứ nhất là nó hay này, nó nhìn đọc nghe nó nó choáng váng đấy, để kích thích người đọc. Nhưng mà người ta không hề đọc cái tên tiêu đề, mà cái tên tiêu đề nó có yếu tố quan trọng nhất là nó giúp cái con bot của Shopee nó đọc và nó đề xuất ra cho người dùng cái sản phẩm phù hợp nhất. Ok, vậy thì đặt tên tiêu đề như thế nào cho nó chuẩn, đặt tên tiêu đề như nào, đây là phần quan trọng. Ok, vẫn lại slide. Trước khi mình nói về cái công thức đặt tên tiêu đề chuẩn thì mình muốn các bạn hiểu một cái số sai lầm mà rất là nhiều người hay mắc phải, đó là sai lầm về đặt tên sản phẩm, nghĩa là từ giật tít là khuyến mại này, free ship hay là tặng kèm. Thì bây giờ mình chỉ hỏi các bạn là bây giờ có ví dụ như ở đây là tặng kèm vớ hoạt hình thì có ai search là mua giày tặng kèm tất không ạ? Rất là nhiều người ít. Không, gần như không có ai. Họ sẽ search từ khóa là mua giày tặng kèm tất để họ đi tìm cái giày cả, đúng không ạ? Nên là những cái từ khóa như là free ship này tặng, các bạn hiểu là cái hành vi của người ta đặt tên này với mục đích gì không ạ? Người ta muốn nhấn mạnh ở đây đúng không ạ? Nhưng mà thực tế là người dùng họ có đọc cái này không ạ? Không đọc đúng không ạ? Nên là cái việc mà các bạn đặt những cái tên tiêu đề như này nó không có ý nghĩa gì ở đây cả. Nên là các bạn chú ý nhá. Một số sai lầm mà thường xuyên là giật tít sản phẩm lên như này. Sai lầm thứ hai đó là sử dụng những cái icon đúng không ạ? Đấy, như các bạn hay để trái tim này, môi này hay là đủ những cái yếu tố khác làm gây nhiễu cho con bot của Shopee. Nên các bạn không nên đặt, không nên viết những cái icon hay là viết những cái gì để gây sự chú ý cả. Tại vì nó không có ý nghĩa gì ở đây cả. Nó chỉ có ý nghĩa là trang trí thôi, đúng không ạ? Nhưng mà trang trí họ có đọc đâu, đúng không ạ? Mà thứ hai nữa là các bạn khi mà các bạn đặt những cái icon như này thì nó việc sẽ là gây nhiễu. Nhưng là một trong những cái yếu tố gây nhiễu cho cái con bot Shopee nó đọc, nó không thể nhanh được như việc các bạn làm chuẩn.